Ok, mọi người có thể thấy được đó là ngày hôm nay mình mặc đồ khá là hợp với concept của quán. Và các bạn biết quán của ai không? Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Miss Thinh nè. Và đây, hôm nay mình vừa mới nhận được một cái hộp quà của Google. Thì ở trong đây, chữ Miss Thinh này cảm giác giống như là công ty tự ghi vô. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra thử. Wow, ở trong này thì có một cái chai nước rửa tay. Và một cái... một cái hộp có chữ quán ăn gần đây. À, là trong này có muỗng đũa. À, là kiểu mình đi ăn. Là cái hộp này là để tặng để cho mình đi ăn á. À, là đây là khẩu trang. Dạo này đang tình hình nó cũng... Các bạn cũng biết tình hình rồi đó. Trời, cái khẩu trang này nó có chữ Google luôn mọi người. Nhưng mà Google này hình như làm từ mấy cái tương ớt, tương cà đồ đó. Nhưng mà sao cái màu này nó hơi cam cam vậy ta. Ôi da, nó mỏng quá. Nó kiểu lụa á. Ok, khẩu trang. Và đây là bức thư à. Khám phá thành phố cùng Google. À, cẩm nang khởi động nhiệm vụ. Bạn sẽ tìm thấy sau đây những thẻ nhiệm vụ bao gồm. Ok. À, là bây giờ rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần thấy ở đây không? Đây là gợi ý về một cái quán ăn. Và chúng ta chỉ cần nhập cái code của cái này vào trong điện thoại của mình là mình sẽ đi đến cái địa điểm này. Thì bây giờ xem thử ở trong này có cái gì hết trơn á. Ok các bạn à, sau khi mà mình search cái mã code ở trên Google á thì nó ra chỗ này. Và hình như ở trong kia nó là một tiệm bán bánh thì đi vô thử nha, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái tour đi ăn một vài món mà mình có ở trên Google thì đi thử nha mọi người. Wow, cái này cũng một cái này màu vàng luôn này mọi người, hợp với bộ đồ hôm nay mình mặc kia. Ok các bạn ạ, ở đây á thì mọi người sẽ được ăn là mình sẽ lựa mấy cái topping ở đây trước. Xong rồi có gì là mình sẽ bỏ vô đây rồi mình tính tiền ở bên kia. Là mình thấy ở đây nó có cái này là món gì ta? Oreo. Nhưng mà nó như kiểu marshmallow Oreo vậy đó. Mình sẽ lấy hai cục. Xong rồi cân. Ủa nhưng mà mấy cái này nó bị hết rồi. Thôi mình lấy cái này đi. Ủa cái này đã quá à. Ok là xong rồi mình gọi bánh thì bỏ vào đây chung. Ở trên này là bánh lạnh với là nước thì là mình sẽ mang lên sau mà là bánh lạnh nó sẽ theo từng phần á. À vậy em lấy em một cái tiramisu đi. Để mình check bill thì có bánh tiramisu sẽ có giá là 38.000. Cái trà sữa với banana cotta là sẽ có 40k. Marshmallow. Mình cùng đây 300 đồng á. Rồi hết tính tiền. Nữa. À, 10 cục 3 ngàn mà mình lấy có mấy cục à. Ăn cũng vui vui mà. Nhưng mà nó hơi ngọt. Nó hơi ngọt. Ở đâu còn có nhân nữa. Wow, dưa sô-cô-la. Thế này thì được rồi. Mình nghĩ là nếu mà các bạn tới thì mình khuyên các bạn nên lấy cục to. Cái cục nhỏ nó không có vị gì hết trơn rồi. Nó ngọt không à. Cái này ngon nha. Cái quán này nó cũng hay lạ lạ. Cái đường vô là mình thấy có một điểm yếu đó là cái đường vô nó hơi khó tìm. Chắc là phải bạn nào mà đã từng tới đây hoặc là đã xem cái video này các bạn mới biết được là cái đường vô đây. Trong này có một quán cà phê chứ không là phải tôi cũng không biết luôn á. Nước rất là ngon. Cái này đúng là kiểu cái vị trà sữa Thái mà hay đi ăn ở mấy quán Thái Lan á. Thiệt, cái vị rất là giống trà sữa Thái. Mình không biết có giống bên Thái Lan không nha, chứ giống mấy quán bán đồ ăn Thái. Địa chỉ tiếp theo sẽ là một nơi rất là đặc biệt. Let's go. Ok, mọi người có thể thấy được đó là ngày hôm nay mình mặc đồ khá là hợp với concept của quán. Và các bạn biết quán của ai không? Thôi đi vô đi rồi biết. Ok, ở đây thì chúng ta có đặc biệt chỉ có tại Cô Xin là Bến Tre ta có em. Trời ơi. Ủa cho mình hỏi phải Jack đặt luôn không bạn? À vậy hả? May quá, tưởng cũng đặt chắc tôi xỉu luôn á. Trà đào Việt Quốc đá xay đi, lấy em tuổi thơ đi. Thôi tuổi thơ Jack được uống đồ ngon quá vậy.
À, mình biết nhưng mà ý là mình kêu đặt cái tên này nè, nhưng mà tuổi thơ mà uống đào Việt Quốc đá xay thì nó hơi sang sang. Ở đây có ăn vặt và có xúc xích Đức và đồ chiên, nước ép là theo thời giá. À, cho mình thêm thạch bút đinh trứng đi, lấy mình một cái trà sữa cô xin nữa. Ủa sao hai cái giống nhau mà để hai cái vậy chị? Dạ, cái trà sữa mờ với đồ chiên, cái trà sữa mờ đồ chiên. À, chết rồi, con mắt của tôi. À, xin lỗi. À dạ. Ồ, ở đây là ổng mình chờ nước ở đây luôn hả bạn? À dạ, ok. Ở đây sẽ có tầng 1, tầng lẫn và sân thượng. Ok, đây sẽ là ở trong tầng 1 thì chúng ta sẽ có bức hình. Những bức hình này chắc là fan vẽ tặng á ha. Mà mọi người có vẻ thích cái tấm này ghê. Ở đây là chú bộ đội hành quân. Trời ơi, bé này có 13 tuổi vẽ thôi nè. Trời ơi trời. Ở đây quán là concept full vàng, giống như quán mình concept full hồng vậy. Thì có rất là nhiều hình vẽ chibi của Jack. Đáng lý là mình nên tặng Jack một bức hình vẽ chibi để có cơ hội được treo ở đây. À, vàng, tất cả mọi thứ đều là hoa, cái hoa mà Jack thích, với lại là màu vàng là đâm đóm. Mọi người, tôi cũng trắng đen, à, vàng đen nè, rất là hợp, con sẽ hợp không bất ngờ luôn á. Rồi nhìn cái cây thông Noel này xong nhìn cái cây thông bên quán mình buồn quá, buồn quá. Ôi, chụp hình với idol. Wow, ở đây là mình thấy đây là những cái nút mà như kiểu là người ta viết tặng quán vậy đó. Con chúc quán cô xin khai trương hồng phát, càng ngày thành công và phát triển hơn nha. Chúc Mai Lan cậu và anh thật nhiều sức khỏe. Yêu, em yêu chú Jack. Mà sao trong này toàn gọi là chú. Chú chứ con không vậy? Ôi, khủng khiếp. Hello cô xin, chúc cô xin khai trương hồng phát. Dễ thương quá ha. Cuốn hết một cái bức tường luôn mọi người. Ok, mình sẽ lên thử. Đây là tầng lửng. Hình như ở trên tầng lửng thì sẽ là, ở dưới thì là sẽ là không có máy lạnh, nhưng mà ở trên đây thì hình như có máy lạnh. Cái này mình thấy thiết kế nó cũng vui vui, kiểu đi vào không rồi này. Nó có cái chỗ như này nè. Thì chắc là cái chỗ này thì nó hơi bị che khuất cái chỗ nói chuyện một chút, ý là có cái tầm nhìn tại cái biển. Nhưng mà mình nghĩ là cái này thì hợp với mấy cặp đôi mà tầm lương hay chụp. Nè, tới đây em thấy làm sao? Cái kiểu, cái concept nó là như vậy. Nhưng mà cái ở đây thì mình thấy là cái phòng nó hơi bị vang một chút, cho nên là cái tiếng nó hay bị dọc lại á. Mình đi lên thử trên nha. Cuộc đời là chuyến hành trình dài, đi trong gian khổ để vươn vai. Ủa phải, ổng nói không ta? Cái này chắc lấy trên mạng quá à. Lấy trên mạng quá à. Mỗi ngày sống thật nhiệt thành hả? Để không uổng phí thời gian trôi qua vô ích. Này hình như nó không có vần luôn. Mỗi ngày sống thật nhiệt thành để chơi game không phải ăn hành. Wow, xuân thường đẹp quá nè. Ôi, cái này tôi nghĩ ông mở cái quán này để ông học fan club luôn á. Một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Chứ làm gì mà to dữ vậy trời. Này dễ thương quá à. Mấy bạn mít con lại với tôi một cái đời. Ok, quyết định là mình sẽ ngồi ở đây để review. Ok là đây là combo đồ chiên và trà sữa. Còn đây sẽ là tuổi thơ tôi. Mẹ ơi cho con một ngày vừa để ăn kem. Hôm nay học trễ nên mẹ nhớ đón con nghe. Đây sẽ là sữa chua đá, rất là phù hợp với lại những cái nhóm bạn có thể tới đây để nhiều chuyện. Thì các cái không gian này mình cảm giác là mình muốn đem một cái con mực với lại là ba cái lồng bia. Cảm giác thôi mọi người, là xuất sắc. Ok, để coi combo được chiên có gì nha. Cái này là tôm chiên hả ta? Ờ, giống. Nhưng mà rồi phẩm mỏ quá. Giòn tan ngọt mềm. Quá ngon quá. Tốt quá. Thấy không? Cái cục đỏ đỏ này nè, nó kẹt cái ống hút của tôi. Ủa, cái này kẹt hoài luôn á. Em không hút được. Đề nghị nha,
đề nghị là đổi cho tôi cái ống hút. Trời ơi. Em cắm lộn không? Em cắm lộn không? Trời đất ơi, là trời. Đây không ai, đây là trời đâu, đây đây. Lỗi em. Trà sữa cũng ngon. Thấy mình nghĩ là cũng khá là ok. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ phù hợp với các bạn nhỏ. Tại vì mình vào một cái guồng giảm cân rồi đó, nên là mình sẽ uống ít ngọt hơn. Nhưng mà cái trà sữa này á, giống như bên quán tôi thì tôi cảm thấy đó là rất là nhiều bạn muốn uống nó rất là ngọt. Các bạn nhỏ, đặc biệt các bạn nhỏ rất là muốn uống ngọt. Thế nên là mình nghĩ là pha như thế này là để theo cái khẩu vị. Tại theo mình thấy thì đối với những người mập như mình, thì mình nghĩ là mình nên uống ít ngọt lại. Nên đây là gọi là sữa rồi ăn ngồi nói chuyện gọi nhâm nhi. Đây là sữa chua thôi. Thôi mình hỏi này đi. Đây là món hồi nãy mình gọi, đặc biệt chỉ có cô xin là tuổi thơ tôi. Ăn vội hai củ khoai rồi đi học, chạy một mạch tới trường. Không biết tuổi thơ ông ăn uống gì mà ông gọi cái món này sang ghê luôn á. Cái này đá xay. Hay là có Việt Quốc. Cái này uống ok nha. Có thêm cái hạt bút ninh nữa. Tại mình rất là thích uống hạt bút ninh. Ở trong này thì một phần combo thì sẽ có ba loại, một là loại này, hai là loại màu đỏ bờ, và ba là loại đỏ này. Không có trứng cút đâu. Cái này có trứng cút là ngon á. Ngon bé sọt chứ. Thôi lát đi nãy giờ. Thôi lát đi nãy giờ. Thôi lát đi nãy giờ. What the hell? Thôi bạn nào biết thì comment bên dưới mình nha. Mình sữa chua đá. Ok, mình thấy là sữa chua này thì cũng nó là sữa chua đá bình thường thôi mọi người, không gì khác hết trơn hết. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với quán tiếp theo. Và cuối cùng để chốt lại cái series ngày hôm nay, đó chính là Meat Menu. Với lại combo như các bạn đã thấy đó là mì cheese và một ly. You so fucking precious when you smile. Tức ghê luôn, không nghĩ ra được là nó như vậy luôn á. Đang giới thiệu quá trời giới thiệu luôn á. So good, so good. Một phần combo như vậy có giá là 99k nha mọi người. Các bạn có thể dành để ăn trưa hoặc là ăn tối cũng được. Địa chỉ quán là 437 Sư Vạn Hạnh. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo.